Hè năm 2018, với việc xây mới tuyến kè biển dài hơn 3 km, sắp xếp lại toàn bộ hoạt động kinh doanh buôn bán dọc bờ biển, nên công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã đi vào nền nếp. Việc niêm yết công khai giá cả cùng các loại hình dịch vụ và không chèo kéo đã ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng. Em là ở Thái Nguyên đến Hải Tiến tham quan ạ. Thì năm nay thì em đến Hải Tiến thì em thấy Hải Tiến thay đổi rất là nhiều. Thì cảnh vật thì thấy đẹp hơn và cơ sở vật chất thì khang trang, sạch sẽ hơn. Chúng tôi cũng chấp hành, chẳng hạn như là rác rưởi là chúng tôi dậy từ lúc 3 giờ sáng dọn dẹp sạch sẽ. Chúng tôi chỉ mong sao mà các cấp các ngành dẹp hết những các cái trường hợp bán hàng rong đi dọc đường này để cho an toàn giao thông, cho nó đi lại cho nó an toàn thôi. Do thời tiết nắng nóng kéo dài lại được đầu tư xây mới nhiều khu vui chơi giải trí và nhà hàng sang trọng, nên công suất sử dụng phòng tại hơn 150 khách sạn và resort ở khu du lịch biển Hải Tiến đều đạt từ 80 đến 100%. Vào những ngày cuối tuần hoặc dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 vừa qua, nhiều nơi đã không còn phòng để phục vụ du khách. Khách về rất là đông, nhất là cái khu vực ở phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã biết đến và đến. Ngoài ra thì một số các đoàn khách du lịch quốc tế cũng người ta cũng đã tiếp cận đến khu vực Hải Tiến, phổ biến cho tất cả các cái nhân viên làm sao mà tận tình với khách và đồng thời rằng là cũng bảo đảm cái an toàn thực phẩm một cách nghiêm ngặt. Bên cạnh tinh thần cầu thị sẵn sàng tiếp thu rút kinh nghiệm để cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần làm hài lòng du khách, thời gian qua chính quyền các cấp huyện Hoàng Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác tối đa hiệu quả của khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, như đưa vào khai thác dịch vụ du lịch bằng tàu thủy kết nối với các điểm du lịch khác, đưa vào hoạt động các tour du lịch tham quan đến các làng nghề, khu chế biến thủy hải sản và danh thắng lịch sử.